cây này được như là tương đối là đã khô rồi nè. Anh này cô chú, xa cách 2 mét. Này là cái để làng nghề này thì đã lâu lắm ở khu này nè, người ta làm nhiều lắm cô chú, nhưng bây giờ thì cái tầm cái tay bắt thì khoảng tầm tầm có 2 tấc. Cũng hết luôn hả cô? Vùng bảy núi này thì cô chú anh chị mình thấy nè, có sớm mình làm tầm vong như này cô chú, những cây cầu thang nè làm rất là dài luôn cô chú anh chị. Cái cầu thang này nó ngắn là nó dễ làm nè, em thấy cầu thang kia nó dài lắm rồi, vì là mấy cây ghe dưới là chủ đó hả chị, người ta mua rồi ta nhờ lên làm. Vong này cũng vô đây là cũng theo cái người này, tại vì ở trong tâm này là chứ là cứ tầm vong rồi cái bậc thang dưới thì nó dài hơn, dài dài lên thay vì thường thường cây 6 mét thì 13 bộ, cái bộ khó hơn à, nó nhanh hơn phải không, nhanh lửa hơn phải không. Dạ không nhanh tay là dạ, nó cái tầm vong này là mới phát triển là mấy chục năm về trước rồi ha. Ủa hôm nay ăn cây được nhiêu tiền? 2 ngàn thôi. Còn này mình làm từ từ, mình làm lâu dài, bởi vì người ta thuê mình uống, người ta cũng coi á, người ta coi đạt người ta mới muốn mình hoài. Nó chết khô quá cô chú anh chị. Đây là cái xe tầm vong mà bà con người ta chặt từ trong vườn về nè cô chú, ta chở về mấy cài vậy nè. Cái cây nó dài lắm nha, cây nó nếu mà còn nguyên cây trong vườn ra là từ là 8-9 mét đó. Giờ anh đảo qua cái khu gỗ này nè, chở về mấy cài nha cô chú. Đây, chở vô cái đường này là để bán cho bà con phía trong đó cô chú. Dạ thì hôm nay em về vùng bảy núi cô chú anh chị. Hôm nay em ghi hình đời sống cho cô chú anh chị mình xem. Ở đây thì có một cái làng nghề là đường điểm bằng cái cây cái bàn đó cô chú. Đây là phía trước em là cái bàn gì nè. Là người ta đập ra dẹp ra, người ta đương cái điểm. Thì cái làng nghề này hồi đó giờ cũng có cả trăm năm rồi đó cô chú anh chị. Hôm nay em ghi hình bà con người ta làm cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây là những cái cây mà đem về người ta sẽ phơi ra. Phơi xong người ta bây giờ, ngày xưa thì người ta đã có cái cối giả của chú, người ta giả cho nó dập ra. Nhưng mà bây giờ thì nghe nói là có cái máy ép. Thì cái máy ép như thế nào thì chút nữa em sẽ ghi hình cho cô chú anh chị mình xem. Giờ em mời quý cô chú anh chị mình xem một số đôi nét về cái nghề làm điểm này nha cô chú anh chị. Mình kêu bằng cái điểm đi, ta làm giỏ sách cũng được bình thường. Đây là những cái cây bàn nè. Cái này được xong thì người ta sẽ phơi khô, xong người ta sẽ ép ra. Ta đem ra người ta phơi vậy nè cô chú anh chị. Cái này là còn tươi nè. Đây nè cô chú, những cây này thì cũng như là tương đối là đã khô rồi nè. Đây cô chú anh chị thấy nè, những cái cọng khô gì người ta sẽ ép nó dẹp xuống rồi người ta mới đường nha cô chú anh chị. Đây nè, cái này là công đoạn người ta cắt về, người ta phơi khô, bắt đầu người ta ép ra. Bây giờ người ta có máy ép, ngày xưa thì giả bằng cái chài cô chú anh chị, nhưng mà giờ có máy ép rồi, nó sẽ nhanh hơn. Ghi hình đôi nét về một số hình ảnh mà cái cọng này để làm ra một cái điểm để cho bà con người ta nằm nghỉ. Ngày xưa thì cái này bán rất là chạy luôn cô chú, nhưng mà bây giờ thì do làm thủ công á, có làm ra chiếc điểm cũng hơi mất tiền nên bán chậm hơn so với mấy chiếc chiếu. Bây giờ thì người ta cạnh tranh không lại, ta cũng có làm nên những cái gió sách này kia. Cái này là ta đang bắt cái đầu nè, cái đầu người ta sẽ đan thành những chiếc điện của chú. Cái đầu người ta làm xong gì rồi ta mới đan lại nha. Giờ đây nè, đây những cọng nè. Đây cái này là đã ép xong rồi nè cô chú, cái này đã ép dẹp xuống nè, nó ép nó sẽ dẹp xuống gì nè, ta đan thành chiếc điện gì.
chiếc điện này là chiếc điện mình xưa ta đang này cô chú. Cái nghề này thì ngày xưa ở đây người ta làm nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì bà con có một số thì người ta cũng nghỉ, có một số cũng còn duy trì cái nghề này. Cái nghề này cũng lâu năm rồi cô chú. Cái này đã ép rồi nè, dẹp ra luôn. Đây, cây này khô nhưng mà chưa ép. Những cọng nhỏ nhỏ đó là từ đâu vậy ha? Mua. Dạ mua hả? Mua. Mua rồi thế vậy một ký bao nhiêu ha? Neo. Một ớt, hai neo. Khoảng nhiêu ký? 32 ngàn. 32 ngàn mà mình canh thử khoảng nhiêu ký? Có canh không? Neo là sao cô? Là một bó vậy đấy hả? Một bó cứng hay là một bó lỏng? Vậy đó mà mình thôi. Vậy là người ta đã ép rồi hả? Mình mới cái kia là về mình phơi lại hả? Phơi. Dạ, vậy là một bó chắc khoảng là 5-10 ký rồi hả? Không đâu, những ký rưỡi ha. Dạ, ký rưỡi. Ở đây con thấy có cái cây này là cái neo hay gì nè. Là cái loại này là neo đấy hả cô? Dạ, neo đó. Này là một neo nè cô chú anh chị. Là tháo ra. Mình thôi. Mình phơ luôn. Mình mua mình thôi. Mua tươi là phơ lại là một bó nó đành được gì nè chú, là nó được bao nhiêu thôi. Mình bó kỹ thuật mà hay quá vậy ha. Quá rồi. Quá rồi. Cái này bắt đầu là khởi điểm làm cái điểm hay gì đó cô? Bẻ khuôn á. Dạ bẻ khuôn được không? Bẻ một dài vậy ha. Thường thường là cô đương là mấy mét? Bề dài 2 thước, bề ngang 6 tấc. Bề dài 2 mét, bề ngang là 6 tấc. Ủa cái điểm này là mình xài gì ta? Là cái manh. Cái manh. Còn nhớ đương điểm ngủ thì đương bự gì đó là kim thêm. Vậy là cái này mình đương cái manh. Manh. Manh để mình xài cái gì? Bán. Bán ha, người ta mua cái đó nhiều hơn là cái điểm lớn ha. Dạ bây giờ thì người ta mua đó điểm, nhiều. Giờ người ta nghỉ mua điểm mà mua. Là nguyên nhân sao cô mà nó vậy? Không biết ta mua sao mình bán. Hay là cái chiếu này nó rẻ hơn cái điểm? Mình không phải giống như bây giờ người ta xài cái này nhiều hơn. Công ta xài loại manh đó. Loại manh ha. Có thể người ta chảy đằng ta ngồi có thể là nó tiện hơn phải không? Vậy là mình cũng có làm cho công ty luôn. Công ty người ta đặt cái nhà dựa. Dạ. Nhà dựa người ta mới đặt mình. Đặt lên mình. Cái mình là gì nào đó? 40 ngàn mình trừ ra mười mấy ngàn rồi. Rồi công của chị đang được khổ được hai mấy ngàn. Cái mình này bị ngang cũng gần 8 tấc mà. 6 tấc hả? 1 2 rồi 6 tấc, 6 tấc. Cái này là nó hoàn thành nữa hay là còn cắt cái này nữa không ta? Vậy là rồi đó ha. Dạ. Cái manh này cô chú. 6 tấc 2 mét. Này là cái điểm. Cái làng nghề này thì đã lâu lắm ở khu này nè, người ta làm nhiều lắm cô chú nhưng mà bây giờ thì ít. Xứ này là ngày xưa làm dữ lắm không? Đương ngày đương đêm luôn á. Cấp cỡ 5-10 tuổi chắc biết đang luôn rồi á. Dạ. Cái cọng này là mình kêu cọng lát con bàn, con bàn. Rồi con thấy người ta cầm cái cây người ta xỏ xỏ cái này là sao cô? Cây ghim á. Cũng có cây ghim đúng không? Rồi. Này là ghim đó ha, ghim cho nó đẹp lại ha. Ghim vô đó cũng như mình đương một dung rồi mình mới lấy cây ghim mình ghim này. Rồi ghim cho hai cái nó dính lại phải không? Dạ. Dạ, chị ra là gì? Cái loại này chắc hồi đó giờ đâu có loại nào mà nhuộm màu hết cô? Không. Này chỉ là nguyên thủy nó vậy luôn. Dạ. Bây giờ tính kiếm mua chiếc chiếu về trải là nó thoáng với nó gớt bụi xuống á. Ở nhà có nó quén mà nó không có gớt. Xứ mình không có. Ủa cô ơi, ở đây là cô không có làm cái vỏ sách nữa không? Vỏ sách bằng này nè. Bây giờ đâu có ai mua nữa đâu. Dạ, bây giờ cũng không có luôn ha. Vỏ sách chắc công phu hơn không? Không, vỏ sách bây giờ mấy cháu chơi gà đó rồi mua lắm rồi. Thì nó mua ở đâu á? Dạ. Ở trong tiệm có bán. Nhưng mà xứ này không có đan cái đó ha. Dạ. Vậy là mình bình quân mỗi ngày chị không có nhiều tiền mà chạy chừng 20 ngàn gì hả? Dạ. 20 ngàn. Bán lại cho cái vụ là được 27 ngàn ha. Cô theo cô cho hỏi gì chứ ở vùng này còn nhiều người đan gì không cô? Dạ, dài dài xuống đắng nữa.
dài 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 vô chổng luôn ha. Cỡ một cây số nữa không? Chỉ còn dài chổng nữa, ngã ba là người ta không có đường. Dạ. Đổ vô cảnh ngoại. Đổ cái đường này để dài đi trên kia luôn. Dạ. Là gà, là gà. Cũng có nhà có đường, có nhà không ha. Theo cô biết là hồi nhỏ tới giờ là cái nghề này nó có bao nhiêu năm rồi cô biết không? Lâu lắm rồi, hồi cô còn nít là cô lớn lên. Gì thế? Mẹ cô đương rồi. Dạ, vậy là chắc cũng cả trăm năm gì đó. Mà đó giả không chứ đâu có ép như bây giờ. Dạ, hồi đó con nhớ hồi xưa là có cái chài giả. Chài giả không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì được. Bỏ vô giả. Bây giờ là mới ép. Cõi bàn đó. Cõi bàn. Cõi bàn đó ha. Bây giờ ít gặp đó đó mấy cô. Mà cây đó chắc tốt lắm mới giả được. Mấy bà già đó cũng giả. Dạ. Còn giờ ép không à. Mấy cô lớn lớn tuổi cũng giả, cầm giả. Giả cho nó văng cái gốc dưới ra hay gì đó. Chốc phao. Chốc phao kêu mình cái phao gì đó. Tôi giờ cái này á coi là cái nguyên liệu thô này nè. Dạ, mình mua lúc nào cũng có sẵn hết hay sao con? Thô thì có sẵn, nhà dừa người ta có bán. Dạ. Còn này mình mua bằng tư nó rẻ hơn. Dạ, dạ cũng có sẵn hay sao hay là mình phải đặt. Mình lấy một cây quen mới có ha. Dạ. Nó như thế nào? Nhiều khi bây giờ chắc nó vậy là mình lấy một cây tươi xong rồi mình phơi. Còn thử coi nó sao. Mình phơi xong rồi mình mới là đem lại cho người ta ép. Thì nãy giờ cô đã bắt cái khuôn xong rồi đó cô chú. Bây giờ bắt đầu là cô đang nè. Cái này cô đang bắt những cái sợi gầy khuôn hay là cái gầy khuôn? Gầy khuôn. Gầy khuôn đó cô. Gầy khuôn. Dạ. Quá trời luôn ha. Trong cảnh cái tay rất là khéo léo thôi cô chú vậy. Mấy chục năm trong nghề. Làm rất là nhanh ha. Nhìn theo không có kẹp luôn. Từng từ nhỏ tới lớn. Dạ. Bắt đầu là thêm cái cộng vô. Cái đó gọi là chăm ha. Đương vậy là đương hoài tới đủ hai thước rồi bắt đầu vào bây giờ. Một lần là mấy cộng cô? Một lần. Lần con cộng ha, nhưng mà mình ship mấy cộng. Ship lên mấy cộng. Trên cộng dưới cộng trên. Dạ. Dưới dạ. Hoài tới đó. À cộng trên cộng dưới. Dạ dạ. Cộng trên cộng dưới thôi con. À. Chạy tới chạy tới quận. Để coi cô đơn coi đây cỡ 10 phút rồi được bao nhiêu. 10 phút rồi được bao nhiêu Cô coi rồi cái ngày này của mình nó là nó vẫn còn phổ biến không con, hơi là nó dạng như là muốn bị mai một rồi không mà ai á có lúc tạm mua luôn. Dạ rồi chính quyền địa phương rồi người ta có triển khai để bảo vệ cái truyền thống này của mình không con? Chưa ha. Chưa. Dạ cái này dạng là ngoài truyền thống luôn thì cũng như vậy có từ rất lâu đời rồi, chục năm về trước rồi. Đúng rồi, có mấy trăm năm, trăm mấy chục năm, 200 năm. Thì ông từ ông bà xưa tới giờ. Hồi xưa là không có cái chiếc chiếu nhiều, người ta làm này nè. Không có, không có niệm á, đây làm này đang ngủ. Không, chiếc chiếu nó cạnh tranh chiếu này dữ lắm nè. Rồi tới niệm là sau này rồi. Như có thời gian như cái này nè, mình mũi rồi đó, mình làm như thế nào mình ngủ nằm trong không mũi cắn ha chị. Thì vậy nè, cho nhắn mụn nhắn gì đó. Không khỏi cần mụn luôn á. Cái này mũi đâu chích lên đổi chú. Nớp, cái đó là cái chiếc nớp. Nớp là khác nữa hả? Từ sản phẩm nào hả? Cũng bàn này nè. À vậy hả? Giống như cái này người ta bẻ vô cái người ta mai lại cũng sao mình. Giống như là dạng cái chào vậy đó. Mình chui ở dưới vô á, cũng nên nó nằm ở ba. Cái đó là người ta biết làm. À vậy là có loại đó nữa ha. Có, hay lắm, cũng như là không sợ mũi đó vô đây. Cái đó là ta kêu bằng chiếc nớp đó. Dạ. Bây giờ đâu có ai đặt cái đó hả cô? Vẫn làm được nhưng mà không ai đặt. Tại vì bây giờ có người ngủ nó giống như đi đàn đi ruộng rồi đó. Vậy là thời kỳ mà chú Sáu là thời kỳ cô mới biết cái đó, nhưng con là không biết rồi. Đúng rồi, là bắt đầu ra đồng coi ruộng đó, bắt đầu nó vô đó nằm. Vô cái nớp coi như là cái chòi bây giờ. Cái gì cũng không xạ đó, nằm đó là ok. Đằng đó mụn nó hí. Mình nằm cái mối này với nhau là mình nằm đè lên cái này nó cứ ngắt đó. Ta câu lại. Dạ. Cái phần dư ra đó nó con rồi chừng nữa là mình loại bỏ nó con chặt lấy dao tỉa hết không để vậy luôn hả? Để vậy đâu ha, để vậy cái mình ốp lại hết con chứ lấy chặt rồi xúc hết là sao. Như cái này nè con, rồi nó dư ra có lẽ là sau này á người ta sẽ lấy về người ta sẽ mai cái viền bằng dây giải ngoài em chừng nó sẽ đẹp hơn.
hoặc là vậy và có cái gì đó làm cái đẹp này, hơn nữa. Cái này người ta cắt bớt này rồi. Dạ. Cái người ta che miếng vải phủ qua đây luôn. Nó vậy đó đẹp hơn. Luôn. Còn mình làm thiết bằng vậy là mình bán cho người ta được rồi hết con. Đó thì cái này là con cứ đương hoài đủ thuốc tắt thì cái mình ngân lại hết con. Con thấy cũng nhanh quá ta cũng đâu có chậm đâu nè. Đó. Bắt đầu càng ngày càng bắt nhiều cộng hơn rồi nè. Rồi mấy chỗ này nó dư nó chéo rồi ngoài này rồi mình sao mình dạo bì á đang thêm á nữa dạo bì á làm cái kia dạo bì á đó dạ 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 bên đây một khoảng qua anh đây thêm chứ không phải đang một thì nãy giờ là gần được một tấc rồi đó hơn một tấc á anh đang hai chiều mới xong nha cô chú đang ngược bên bển xong hết mà đang ngược lại cái nữa hả đây nữa là xong rồi mình đang hai bên nữa hả con đương con lãi đương tầm lắm dạ. Vậy là lâu rồi lâu lắm vậy là một ngày đâu được hai miếng hả đâu miếng gửi tất ra là miếng gửi nãy con nói miếng gửi người giỏi được hai miếng đâu là dạng khá đó ha không mà cũng tùy theo bàn dễ đương dạ nhưng mà nó gịch vậy là xét chưa cô hay là còn gịch vô nữa nhắc lại nữa còn nhắc lại cái nữa phải không nhắc bằng tay luôn ha vậy là lớn lớn mới nhắc được nhắc là gì đó ha thì ra là nhắc là như vậy vừa nhắc vừa sửa luôn ha rồi vậy là phải có móng tay nữa nha không có móng tay chắc không được đâu thì ra là vậy nó vậy nó mới chất lượng nó cứng lại không mà cô chú anh chị nào muốn cho bụi bặm gớt xuống thì dặn để tôi thưa chị này hay thưa chút nghe đặng cho nó lọt xuống lọt không con nghĩ con nghĩ không lọt á thưa là nó có thể nó lọt như chiếu đó là nó lọt còn mà cái miếng mới mua bây giờ giống đẹp quá trời nó không lọt mình bịt bờ bịt bội quá mình tính nãy giờ là gần 5 phút rồi đó cũng đâu có được nhiêu đâu ta nếu mà cũng lâu lắm á. Ở đây thì cô chú anh chị mình thấy là cô bắt rất là đều tay luôn nha. Đó. Cái tầm mà cái tay bắt thì khoảng tầm cỡ 2 tấc. Mình phục cô thì cô chú anh chị. Cô bắt cái gì mà nhầm khi không nhìn luôn mà không lộn ta. Thuộc lòng rồi. Thuộc lòng luôn á. Nếu mà nó nhiều hơn là cô sẽ bắt không được đúng không? Nếu mà qua cái tầm tay của mình là mình sẽ quên còn này mình thuộc lòng luôn thì ra là như vậy có trên này là người ta có ép mà thì không biết có bàn ép mà mình này người ta ép máy khi mà cô bắt gì xong rồi đầu cô bắt tiếp thêm này nữa nghe cô chú chứ nó gỡ hai tấc rồi chứ qua cái tầm tay mình là không có đang được làm cái điểm gì thì một ngày chưa nói là chỉ có một cái một thôi một cái là như là vừa làm vừa chơi bề ngang 6 tấc bề dài 2 mét cái nghề này thì có lâu rồi bây giờ mấy bạn trẻ bây giờ còn có ai chịu làm không cô như là con gái đâu á không học luôn ha người ta đi học đi học làm công ty hết trơn chứ không có làm nghề này nhiều nữa qua chắc qua thế hệ cô xong chắc sau này kiếm hơi khó à bàn này giờ cũng hết cũng hết luôn hả cô dạ dạ như là ruộng đất mà cũng như là nó làm được ở đầu người ta phá hết luôn dùng bảy núi này thì cô chú anh chị mình thấy nè có sớm mà làm tầm dông như này cô chú những cây cầu thang nè làm rất là dài luôn cô chú anh chị đó, cầu thang ta làm cũng rất là thẳng luôn nha nè, hai ba cây cầu thang đặc trưng cho cô chú anh chị mình xem nè giờ dùng này cô chú anh chị mới thấy những cây cầu thang gì còn tầm dông thì ta nói nó quá tràn luôn
cây uống có nè, cây tươi có nè. Quá xa cái xứ này, xứ Bảy Núi này đầm dông quá đầm dông của chú anh chị, đặc biệt là dùng Chi Tôn Ba Chúc. Tỉnh Biên ít nhưng mà Chi Tôn Ba Chúc thì rất là nhiều nha cô chú. Đây dài dài đây nè, tầm dông được uống thẳng gan hết trơn luôn. Thằng này là mấy chú gõ kia những cây cầu thang nè, dài có ngắn có. Đây là làm thủ công, làm bằng tay không à cô chú. Nhìn nè, chị gái này làm cầu thang được bình thường, gõ vô được. Thì đây chắc gõ lụp cụp tối ngày hả anh? Gì ha? Một ngày được, nếu mà hai vợ chồng gõ chắc cũng nhiều lắm hả? Được 200. 200 ha, 200 ngàn á chứ không phải 200 cây ha. 200 rồi 200, hai người cũng được 400 cũng đỡ. Đủ chi phí. Chung này tận dụng đủ thứ cho người ta. Cây ngắn ngắn vẫn vẫn xài được hết trơn. Không bỏ hết, còn mấy cây ngắn ngắn này mình bán được cho người ta không anh? Của chủ, cái này mình làm công hả? Dạ làm mướn. À, thì ra là làm mướn. Ai mướn mình làm. Thì mỗi cái cây này mình làm khoảng tiền công khoảng nhiều tiền ha? Dạ. Cỡ 20 ngàn. 20 ngàn. 20 ha. Dạ. Vậy là một ngày được 20 cái, hai chồng 40 ngàn. Dạ. Đấy 400 ngàn. À cái này nó cái cầu thang này nó ngắn là nó dễ làm nè, em thấy cầu thang kia nó dài đúng không kìa. Ồ dài sẽ khó làm hơn á. Hai người làm mới được. Vậy là mấy cây ghe ở dưới là chủ đó hả chị? Dạ. Người ta mua người ta, ta nhờ lại mình làm ha. Dạ. Dạ mình nhà ở đây hay gì chị? Nhà ở đây. Ừ. Dạ tính mét ha. Cũng như cây cầu thang bao nhiêu mét là người ta tính tới hoài vậy đó. Dạ. À 1 mét thì 5 ngàn. Rồi có tính cây cầu thang dài 5-6 mét thì tính luôn không? Tính luôn. Nó cũng bằng gì chứ không có mắc hơn ha. Dạ. Này thấy chị chuyên nghiệp quá, để vô là khớp liền. Làm bao nhiêu năm rồi chị? Anh thang sẵn vừa lỗ rồi. Nhưng mà chị làm nghề này bao nhiêu năm rồi? Hôm nay cũng cỡ 90 năm rồi. Ồ 90 năm luôn đó hả? Ờ rồi cũng dữ rồi. Bởi vì nhìn vô là biết chút nào là hở hở là biết liền, đóng vô cái là dính lên liền. Chứ không quen cái đóng này vô kia nó không vô. Dạ. Ừ, nó không phải dễ đâu, thấy vậy chứ thấy đơn giản nhưng mà rất là khó. Vì nó vô cũng từ tối đồng loạt nó mới chịu vô á. Ừ. Dạ. Đâu có vô. Cái cây nào thì vừa ngắn đó. Chứ mà cây khác ngắn khác nó vô. Đó giờ chị vọng vô vậy xong rồi chị tự đóng đinh vô luôn. Ừ rồi. Quá hay luôn rồi cô chú anh chị. Đó, những cái bậc thang dưới thì nó dài hơn. Dài dài lên thì thường thường cây 6 mét thì 13 bậc cô chú. Thì chú chia sẻ lại vậy. Ừ. 13 bậc nha. Đó là cây 6 mét. Là thu nhập là đi là nguyên cây cây vậy đó. Tổng cộng 7 loại. Dạ. 7 loại. Dạ, 7 loại vậy sao chú? Ừ? 7 loại tầm dông rồi lớn nhỏ gì vậy? Lớn nhỏ đó. Dạ. Rồi trung bình một cây như vậy là giá tiền bao nhiêu chú? Có ai thế à? Tùy theo ha. Tùy theo. Có lúc nào giá nó cao nhất không chú? Không đâu. Nó cũng ổn định ha. Mình lái mình giao cho ghe là lớn nhỏ một thứ là giao hoài. Dạ, giao giá được nhiêu một cây chú? À, cây lớn thì giao cây lớn nhất là giao 45 ngàn. 45 ngàn một cây là tầm là từ hơn 6 mét. Cây đó là 8 mét á. 8 mét ha. Dạ. Còn mấy cây nhỏ hơn là giá nó sao chú? Nhưng mà cây nhỏ thì nó tùm lum, nó thứ một thứ 28, một thứ
21, một thứ 17, một thứ 15, một thứ 14, một thứ 9 là hết. Tùy theo cái kích cỡ dài ngắn to nhỏ thôi chứ. Thước 8 thước, 7 thước, 6 thước, 5 thước, 4 thước. Rồi cầu thang là chủ yếu là mình bán mấy loại chứ? Cầu thang là nó cây 7 thước, 6 thước, 5 thước, 4 thước, 3 thước rồi rồi. Thì cái cây bự nhất là 7 thước là giá là cỡ khoảng bao nhiêu một cây? Cây 7 thước biết để giao biết nhiêu cây 17, 18 ngàn giao cho ghen nha. Là y như là 18, 19 ngàn một thước. Mình tính theo thước ha. Tính thước, nó là tính thước. Vậy là cầu thang là mình tính thước. Ví dụ như là cái cây 4 thước mình giao là được 18 ngàn thì mình cứ với 18 ngàn mình giao cho 4, vậy thôi chú. Nhân lên. Dạ. Vậy á. Còn thì tờ trồng lâm đấy. Còn mướn đóng là 5 ngàn một thước. Mướn đóng thành cây cầu thang là 5 ngàn một thước. Đúng rồi. Dạ. Rồi mấy cái sản phẩm rồi về miệt dưới rồi nhiều khi người ta có thể làm thành bàn ghế rồi nữa hả chú ha? Hình như bàn ghế chỉ có cái miệt hoài á. Dạ, tức là nó nhập từ cái cây thô của mình dài rồi nó muốn làm gì nó làm, nó mình không có biết cái ha. Là miệt hoài tầm giống là cũng có vậy. Dạ đúng rồi. Nó tại mua về nó làm bàn ghế ở hoài nó đem vô. Dạ, tại vì cái cây tầm dâm này phổ biến toàn Việt Nam mình mà chứ đâu phải riêng dùng mình đâu. Dạ. Toàn ơi đi qua trên qua bên Phú Quốc rồi coi nó cất nguyên cái nhà tầm dâm không vậy. Đẹp lắm á, con thấy bển rất là đẹp luôn. Rồi con cảm ơn nha chú. Dạ, không có gì Toàn. Chú làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi? Lâu rồi, mới chục năm rồi. Nhưng mà chú là người địa phương đây hay là đâu lại đây? Tôi hầu, tôi là dân miền Trung. Miền Trung ha? Miền Trung mà tôi vô ở Chợ Mới. Dạ. Thời gian. Dạ. Vô là năm 68. Rồi có duyên cớ nào mà chú được gắn bó với cái nghề tầm vong này? Nghề tầm vong này cũng vô đây là cũng theo cái nghề này. Tại vì ở trong này là xứ là... Sứ tầm vong. Rồi tầm vong. Chú về đây sống mà chú thấy có thể mình phát triển cái này được. Theo chú mà cấm làm tới giờ là theo nói nghiệp với chú là bao nhiêu năm mà bắt đầu làm tới giờ á? Trời ơi, năm mấy tới giờ năm năm 1904-1903 thì cấp đó là chú còn thanh niên luôn đó phải không? Rồi làm tới giờ luôn. Rồi mấy năm nay cái cây tầm vong này nó có thể đem thu nhập mình cao không chú? Hồi xưa thì còn bây giờ đồng tiền nó mẫu. Dạ. Rồi lâu nó khác, hầu cây vàng nó có mấy dạ. Mấy triệu một cây à. Dạ. Rồi vàng nó mới chục triệu rồi nó cũng si theo vậy đó. Dạ. Vậy là chú cũng sống được thôi chứ giàu thì chưa giàu phải không? Trời ơi, mình khổ chết giàu gì. Vậy ha. Làm theo nó trần hoàng mệt muốn chết. Nhưng mà hồi xưa chú ngoài Trung á là chú có liên quan gì tới cái nghề này không? Không. Không có luôn ha. Rồi giờ đây thấy vậy là bắt đầu là làm luôn. Vô Chợ Mới. Dạ. Vô Chợ Mới ở vậy rồi thấy vậy mình hầu đó là tôi đi ghe. Đi ghe ha. Hai ba chiếc ghe hả? Dạ. Hầu đó đi ghe rồi thấy cái nghề tầm vong này dựa nó biểu mình lấy về giao. Mình cứ lấy về giao nó. Rồi bén duyên nghề nó giúp mình luôn. Rồi là theo nghề luôn. Dạ như theo hồi nào không hay đấy ha. Dạ. Nhưng hồi xưa là sống rất là tốt phải không chú? Vẫn có tiền nhiều phải không? Hồi xưa thì làm ăn được. Dạ. Bây giờ này tình hình khó khăn. Dạ cái thời kỳ mà cái đợt mà Covid á chú bán được không? Cũng lây gai hoài vậy. Cũng lây gai cũng có khi mà Covid xong ổn định rồi thì ba con tôi cũng lên đây mua hoài. Hồi Covid thì chưa Covid thì nó đi 10 cây. Dạ. Rồi có Covid thì nó đi lại có 5 cây à. Ít hơn. Nhưng mà theo chú làm cũng như những năm gắn bó gần đây thì có những cái năm nào mà cây tầm vong nó ra được cái cây tốt nhiều không chú? Hay là nó cũng đồng loạt nhau? Bình thường nó cũng cỡ vậy đó. Vậy ha. Vậy là xứ này nó cũng ra cho sản lượng chẳng chất lượng như là có cây nhỏ cây lớn. Đúng
Tại vì mình mua trên vườn người ta cũng bán mình cây nhỏ cây lớn. Dạ. Mình muốn mua cây nhỏ lớn giờ mình giao cho nó cũng cây nhỏ cây lớn à. Dạ, vậy là mình chỉ là mình điếm phân loại ra mình mua chứ không có cần thiết phải cây nhỏ cây lớn, nhỏ vẫn mua mà lớn vẫn mua. Nhưng mà có loại là được rồi ha. Dạ. Vậy là cái vùng này là cây tầm trong nó là theo mà chú làm kinh nghiệm đó, cây nó tốt không chú? Tốt. Tốt ha. Vùng này cây tốt hơn cái vùng ở sông Bé. Có thể như gì là mình bảo quản được mà theo mình xài đó, xài khô khô đó là khoảng được mấy năm theo cái tầm đó. Bạn ơi, mình xài tùy theo à. Dạ. Số tỷ người ta xài như lợp nhà đi. Lợp nhà đồn tay thì lâu à. Lâu ha. Tại vì nó không có bị nước mưa là nó sẽ lâu. Còn nếu mà bị dột thì nó sẽ mau. Đúng rồi á. Có nước mưa thấm vô là cấp thờ. Là nó nhanh ha. Còn có cái theo mà chú kinh nghiệm là cái con gì ăn nó trước tiên nhất? Con bù xè. Con bù xè ha, khi mà nó thấy mà nó nó rớt lỗ lỗ rồi cũng đó là nó là kém chất lượng rồi đó phải không? Nó gần hư rồi ha. Dạ. Vậy là năm nay thì tầm trong chú thấy năm nay bà con xuống bán nhiều không? Ồ, năm nào cũng bình thường ra. Vậy là cũng là ở trên đây thì vườn nó bằng nhau hết, như là năm nào cũng có sản lượng như gan vậy. Năm nào cũng có rồi. Dạ. Chú làm gì rồi, có con cháu gì nó nghiệp theo không? Có chứ. Có ha. Thằng con mới về đó nó nghiệp ở trên kia cũng mua chặt. Rồi thằng đó thì đóng than. Dạ đóng than ha. Rồi mấy người uống là cũng con cháu luôn hả chú? Không phải, uống là khác à. Khác nè, mướn hay sao? Mướn 2.000 đồng một cây. 2.000 đồng cây nhỏ lớn về bình quân. Bình quân. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn chú luôn nha. Rồi. Con chúc gia đình mình năm nay dồi dào sức khỏe hết. Rồi, năm nay làm ăn phát tài luôn nha. Luôn. Dạ bye bye chú. Thì chú ở đây thì nói cái nghiệp này cũng rất là lâu rồi, chú ở miền Trung của chú. Vô đây cũng thấy cây tầm trong ở miền Chi Tôn. Thấy có thể là kinh doanh được nên chú cũng làm cái nghề này luôn. Gắn bó tới bây giờ mấy chục năm luôn cô chú. Vẫn sống được nhưng mà làm giàu thì không có giàu nhưng mà vẫn sống được nha. Cô chú anh chị thấy dưới sông đó là những cái ghe người ta chở đi về vùng dưới đó. Chú nói là vùng Cà Mau, Bạc Liêu mua nhiều. Có lẽ là người ta chở vuông tôm, vuông bọng gì đó mình không biết. Nhiều loại cây lắm cô chú anh chị. Mấy cây này đã thành phẩm rồi nè, là đã uống ngay hết trơn rồi. Và vùng này cô chú mới thấy là cây tầm dông nó làm ra được nhiều sản phẩm. Ở đây thì không có làm ghế, có một số người chỗ người ta làm ghế luôn nhưng mà đây không có làm ghế cô chú anh chị. Những cái ghe này là người ta chở đi xa nè, người ta đợi người ta chắc xuống nè cô chú. Đây nè cô chú anh chị ơi. Ở đây là mấy chú đang uống nè. Cái này là mình làm công hay làm nhà vậy chú? Làm công ha. Một cây hôm nay mình uống được bao nhiêu tiền? Bây giờ là uống cây 2.000. Một cây 2.000 ha. Theo chú làm như gì là một ngày mình làm được nhiều cây không chú? Uống một chiều vậy là 1.000 nè. 1.000 cây ha. Chuyện uống một chiều vậy là 1.000 đồng. 1.000 đồng. Còn 2.000 là khác ha. Vậy là có những cái cây là cái gốc nó thẳng luôn hả chú? Thì ra là như vậy, chú uống ngọn còn bên kia uống gốc, chia nhau vậy nó sẽ nhanh hơn hả chú? Cây được 2.000 mà chia nhau rồi người 1.000 đó. Uống ngọn cái bộ khó hơn nó nhanh hơn phải không, nó nhanh lửa hơn phải không? Nhanh tay mới được không? Không nhanh tay là nó hư cây á. Cái này kinh nghiệm, đòi hỏi kinh nghiệm nha cô chú anh chị. Vừa cái cây làm sao là mấy chú mới biết được chứ không phải đơn giản đâu. Ở đây thì mấy chú nóng lắm á. Uống tầm dông để cho thẳng lên nè cô chú. Trời ơi, bữa trưa này rất là nóng luôn. Dạ, thẳng gan vậy là mới đạt hết chú. Mấy chú chia sẻ uống là mấy chú chia ra làm cái gốc vừa xong bắt đầu là đưa qua bên đây làm cái ngọn. Đây, cái gốc là xong. Gốc nè cô chú. Phần dưới của cái gốc nè.
một cây này 2.000 nhưng mà chia ra người gốc 1.000, người ngọn 1.000, vậy nó sẽ nhanh hơn. Chú chắc gắn bó nghề này lâu hả chú? 10 năm chưa chú? Ờ, 30 năm luôn rồi hả? Ờ, đây là cũng quá dữ rồi. Vậy là cái tầm dông này là mới phát triển là mấy chục năm về trước rồi ha? Cỡ 30 năm là nghề này ha? Dạ. Vậy là anh làm tới cái bọn nhỏ tới giờ luôn đó hả? Ừ. Theo cuộc sống mình làm công nhân làm này nó khỏe hơn không anh? Nó nặng hơn ha? Gần lửa. Dạ. Hai nữa mình làm cái này mình ra cái có sức mà mới làm. Mình bẻ mới được phải không? Để cây nặng lên mình có sức mình đè. Dạ. Như rồi một phần kinh nghiệm đó phải không? Kinh nghiệm là uống vừa tới là cho nó ngay. Dạ. Cái mức lửa mà cây nó sao mà để. Dạ. Nó tới lửa nó qua. Vậy là kinh nghiệm thôi chứ không phải mới vô nghề đâu làm được. Làm cũng được mà như nó lộng cộng. Lộng cộng nó không ngay phải không? Ừ. Sửa tới sửa lui hoài. Nó không biết canh cái mực cái lửa của cây đó. Dạ. Yeah. Bởi vậy nhưng mà chắc có lẽ là mấy người ta mướn mình uống này, người ta cũng mấy người kiếm mấy người kinh nghiệm lâu. Ừ. Để làm cho cây nó đạt vừa tới lửa. Nghe nó uống thì nghe người ta mướn coi coi theo cái món lửa của mình đốt đó. Dạ. Đạt không? À thì ra là vậy nữa. Ừ. Người ta cũng theo dõi mình ha. À. Đó, đẹp đó. Dạ. Cháy là như không đẹp. Dạ. Yeah. Cái khu này cô chú anh chị thấy thì rất là nhiều cô chú làm nghề này luôn. Đây nè. Giờ ở đây nè. Hình như là đốt bằng củi sồi. Cây sồi á cô chú, mình núi thì cây sồi rất là nhiều. Đây là những cây sồi mà để nhúm lửa đốt nè cô chú anh chị, sồi không à, củi sồi. Đây bên đây cũng có mấy chú mấy cô anh đang cũng làm nữa nè. Cây này thắng ga trên cây này cũng uống lâu rồi, khô chân rồi nè. Đây bên đây cô chú anh chị thấy không, mấy cây này đã làm xong hết rồi nè. Đây cũng có hai chú uống nè, cây này to to không à. Đây. Đây, bỏ chèn luôn. Ơi, chào mấy chú nha. Bên đây sao này, nghỉ ngơi hả chú? Tới công chuyện uống cà phê rồi phải không? Trái lạnh mà đi uống đá. Đâu đó đâu. Cái này mấy cái ngọn này mình cũng bán được nó hả chị? Cái này là thường thường người ta mua vậy làm gì, làm gãy hả ta? Gào lưới ha. Rồi, nó có nhiều loại luôn, loại dài nó cũng có và loại ngắn cũng có luôn. Này chị làm nhà hay là làm công cho người ta? Chủ đó ha. Như cái cây này tầm mét mấy thì là bán bao nhiêu cây vậy chú? Một bó 40 ngàn hả? Chứ không tính cây ha. Một bó cỡ bao nhiêu cây? Tầm tầm á. Ờ, vậy là cây cũng 2 ngàn ha. Gần 2 ngàn, hai mấy. Dạ. Chú làm nghề này lâu chưa? Buôn bán hai mấy năm luôn rồi đó ha. Năm nay sản lượng cây của bà con xuống đây nhiều không chú? Vậy là năm nay nó không ra măng nhiều hả? Năm nay cây nó hạn rồi, nó khô. Chết. Nó khô mà theo cái cách mà chú bán cho khách hàng á, người ta có phèn này cái gì không? Ta cũng mới đóng về, người ta cũng mua vậy. Vậy ha. Cái sản phẩm này mình bán về đâu nhiều chút? Về Bạc Liêu, Cà Mau. Phụ dùng gió người ta làm gì ta? Vuông tôm. À, vậy là làm văn lưới vuông tôm này hả chú? Dạ. Ừ. Yeah. Một năm chắc mình bán số lượng lớn lắm hả chú? Ừ. Dạ. Dạ.
Rồi con cảm ơn chú nha, chúc chú năm nay làm ăn phát tài luôn nha. Đây là mấy anh đang uống cây nè. Mà đem nước đá thứ ly hả? Có rồi chú. Mà đem mấy ly? Uống hôm nay ăn cây được nhiêu tiền? 2.000. 2.000 ha. Ngày làm được 400.000 không? 300 à. 300 ha. 300 là đuối chưa? Còn khỏe đó. Còn khỏe không? 300 là 4 giờ nghỉ đó. Chị ha. Bữa nào thì bữa nào mà thấy muốn uống cà phê đồ thêm thì thêm chút bỉnh phải không? Còn 300 này đưa cho vợ. Chú 300 300 gì đó. Đưa vợ cần đầu bữa nào uống cà phê đồ là liêm thêm vài cây đó ha. Nó tiền uống cà phê. Vài cây nữa. Là có tiền uống cà phê. Có vợ thì uống 400. Bữa nào đó anh bữa nay ăn con gà ha thì thêm 400 mới được à. Cài mạnh chút. Bữa nào ăn con gà là phải cài thêm 100 nữa. Đó. Gắn bó với ngày này bao nhiêu năm rồi? 15 năm. 15 năm rồi hả? Vậy là cấp rồi còn mười mấy tuổi luôn rồi đó hả? Chưa có vợ là làm nghề này rồi phải không? Chưa có vợ làm nghề này rồi. Mà rồi. Làm nghề này tới giờ cũng chưa có vợ luôn. Vậy hả? Rồi rồi. Hai đứa con rồi đó. Rồi ổng đó sao nữa rồi, hả? Hai đứa con. Ổng kiếm thêm bà nào nữa vậy nè. Hỏi lương phi này là chắc nghề này chắc là cái nguồn chính nguồn sống chính luôn phải không anh? Đúng rồi. Tay trồng cái này rất là nhiều phải không? À, năm nay ít cây rồi. Tại vì mùa rồi khô hạn phải không? Khô hạn nó chết nhiều lắm. Nó chết hả? Nó chết bụi. Nó chết gốc luôn á ha. Chết gốc luôn. Ơi. Vậy là bây giờ phải trồng lại. Trồng lại chứ sao? Trồng lâu lắm á. Nếu mình không có gốc mà trồng rất lâu á. Trồng lại 7-8 năm mới có 7-8 năm mới có cây thu hoạch phải không? Rồi ơi, vậy là bà con thất thu nhiều lắm rồi, năm tới vậy là ít cây rồi. Thất mùa. Thất mùa. Có cây nào mà để vô là quất vài cái là xong không? Không đâu. Nó cũng phải theo quy trình ha, cũng có phải dài mắt phải không? Cũng phải theo quy trình nữa đó. Cái nào ngay á thì mình uống hai nhát ba nhát, còn cái nào không thì mình uống liền nhát. Dạ. Ở đây uống thấy khéo là có chỗ ở ngoài chợ bán đó, em thấy có chỗ cháy luôn á. Cháy là đốt nhiều phải không? Đốt lửa nhiều quá. Rồi. Uống nhanh tay. Còn cái này mình làm từ từ, mình làm lâu dài. Bởi vì người ta thuê mình uống, người ta cũng coi á. Người ta coi đạt, người ta mới muốn mình hoài. Về dùng ba chút, chi tôm, lương phi rồi cô chú mới thấy cái cẩm này nè. Cái ngờ này như là mới dùng kia hết rồi. Giờ cực. Dư nóng nữa. Được chỗ này, chỗ dưới bóng cây cũng đỡ chút xíu á. Bên kia nhà kia nắng. Ở vậy được. Đốt bằng củi xoài không à? Củi xoài mà. Cây xoài nó rẻ ha. Rẻ. Ừ. Yeah. Rồi cảm ơn. Có 100 ngàn à. Một khối một thước 100 ha. Rồi cảm ơn anh trai tôi nha. Giúp anh trai kiếm thêm vợ nữa. Ông có vợ rồi ông rồi kiếm thêm nữa đó. Dạ thì nãy giờ em đã đi vòng cái vùng bể núi Chi Tôn và chúc cô chú. Chị thì đây là lương phi, Chi Tôn ba chút lương phi rồi thì trồng đầm dông rất là nhiều. Thì em cũng ghi hình lại cho cô chú anh chị mình xem. Thì nãy giờ video em cũng hơi dài rồi cô chú. Có lẽ là em xin khép video lại ở đây. Hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo của em. Em sẽ giới thiệu một số hình ảnh về quê hương Bảy Núi cho cô chú anh chị mình xem nha. Sắp tới thì cô chú anh chị mình theo dõi kênh đó. Thì sẽ được những cái video em cố gắng đi vòng vòng vùng Bảy Núi để ghi lại những cái đời sống bình thường nhất cho cô chú anh chị mình xem bà con vùng Bảy Núi nha. Giờ em chào tạm biệt với cô chú anh chị nha. Hẹn với cô chú anh chị mình tập tiếp theo của em. Tầm dông làm uống ra rất là thẳng nha cô chú. Mấy chú làm thì rất là nóng. Giờ bên đây nè, rất là nhiều luôn.